Trước khi các bạn xem cái video này, mình sẽ cho các bạn xem hai cái tấm hình. Đây là tình trạng của cái GoPro, cái camera mình quay á, cái hình ảnh thứ nhất và hình ảnh thứ hai. Các bạn biết không, có một điều rất là kỳ lạ xảy ra khi mà mình quay ở trong ngôi nhà trong hẻm á. Ban đầu cái camera, cái GoPro của mình nó rất là ok, rất là bình thường, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết, không hư không gì hết. Tuy nhiên là sau khi quay một hai tập ở bên đó thì cái GoPro của mình nó xảy ra cái tình trạng, thứ nhất là quay cỡ khoảng chừng 4-5 phút thì nó lại tự tắt. Tự tắt nha, không phải hết pin mà cũng không phải là do cứng nút, mà nó là tự tắt. Rồi kèm theo đó là nó cứ chớp chớp và nó giật. Cho nên á, có những lúc mà mình quay á các bạn, tự nhiên cái đó đứng, bắt buộc mình phải cắt cái đoạn đó. Và cái thứ hai nữa là, đó như các bạn thấy hai cái tấm hình á, nó rất là nóng. Mình quay á, cỡ khoảng chừng 4-5 phút là nó nóng đến nỗi mà cái camera phụ ở trên, cái màn hình phụ ở trên đó các bạn thấy không, cái đó là nó nóng đến nỗi mà nó giống như là nó bị cháy ở cái khúc đó luôn á. Còn ở cái màn hình chính á, là nó đã bị sập màn hình luôn rồi. Mình không biết là cái camera GoPro của mình nó có thể trụ được trong suốt cái series này hay không nữa, và mình rất sợ nó nổ. Tuy nhiên rằng là có rất là nhiều điều ly kỳ và kỳ lạ xảy ra ở những tập tiếp theo. Rồi mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và luôn theo dõi cái series này nha. Hi, chào các bạn, lại là mình Cu Khoa đây. Thì hôm nay mình phải xin về sớm để mà có thể quay được cái video này cho mọi người. Hiện tại là mình đang cố gắng giữ bình tĩnh, kèm theo là phải làm cho nhanh lên, tối rồi chứ không phải là còn sớm gì. Ok, thì mình có mượn được cái chìa khóa, đây là cái chìa khóa để mà có thể mở được cái cửa sau đó các bạn. Bởi vì qua những cái video trước á, và kèm theo những cái video hồi đó mà mình quay á, thì mình cảm giác giống như là có một cái gì đó nó ở ngoài phía sau chứ không hẳn là ở trong nhà này. Có nghĩa là cái gì mà ghê gớm nhất thì nó sẽ nằm ở phía sau, bắt đầu từ ngay chỗ cái kính đó các bạn, cái kính chỉ ra và ở ngoài phía sau nữa, cho nên mình mới mượn được cái chìa khóa ha. Các bạn có thể nghe được cái giọng của mình nó hơi run run đúng không? Ok, mình cũng đang rất sợ và mình đang cố giữ bình tĩnh ha. Rồi bây giờ mình và các bạn sẽ đi ra ngoài phía sau để coi như thế nào nha. Thực ra là mình cũng định mở đèn, nhưng mà mở lát nữa nó lại cúp vào, cho nên thôi khỏi luôn đi. Đây. Đây các bạn, đây là ở phía sau ha, mình mở sẵn sàng lên xíu. Hồi trước á, cái chỗ này á, là các bạn có nhớ là có một cái cây đúng không? Nhưng mà đây nè, cái cây này nó đã bị ngã rồi. Và cái cây này là cái cây trứng cá nha mọi người. Ok, thì thực ra có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mà đi vào căn nhà này mà không có đem theo gì để mà giữ an toàn. Mình tạm gọi như là khách đi nha, mình gọi cái từ đó là khách đi. Ví dụ như một bạn khách đó tồn tại lâu năm á các bạn, thì họ sẽ nhận ra ngay là mình có đem theo cái gì liền. Cho nên mình sẽ không đem cái gì hết để mà có thể quay những cái gì mà gọi là rõ nét nhất. Giống như mình đặt mình vào trường hợp của các bạn vậy đó. Nếu mà các bạn đi một mình và các bạn không phải là thầy và không biết gì về tâm linh thì sẽ như thế nào? Và mình đang đặt chính mình vào như các bạn. Ok, đây mọi người có thể thấy cái cây này nó đã ngã.
Và dường như là nó cũng đã ngã lâu rồi các bạn, bởi vì cái này nó đã khô rồi nè, thấy không? Đó, và đây. Đây là những cái phần mà người ta đã chặt ra. Đó, và đây là phía sau của cái căn nhà này. Nè, các bạn thấy ở trên cái bức tường này không? Người ta xây cao thiệt là cao luôn ở bên này luôn. Đó, và bên này cũng vậy ha. Ok, thì cái mà mình chú ý nhất và mình chưa bao giờ đi đến đó, đó chính là đây. Đây, cái căn nhà nhỏ này. Đây là giống như là một cái phòng vậy á mọi người. Thật sự là mình nổi da gà hết luôn nè mọi người. Mình nổi da gà hết luôn. Đây là cái gốc cây, cái cây này nó cũng khá to á mọi người. Mình cũng đặt nghi vấn về cái bồn này. Nhưng mà các bạn thấy gì không? Đây, đây là cái mà cái giống như là một cái bể mà chứa nước á, nhưng mà người ta không ấy nữa, cái người ta mới 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 úp nó xuống để không có lăng quăng á các bạn. Và đây là mấy cái cây nha đam ha. Ây da. Sorry. Rớt cái cây dao. Yeah. What the hell? Các bạn nhìn thấy gì không? Hình như nó là một cái chậu bông thì phải. À nè nè, cái này nè, như cái này nè. Đó. Má ơi, cái chậu bông mà để hình cái mặt người kìa. Rồi. Rồi thôi, bây giờ chắc là mình sẽ đi qua bên này để xem coi như thế nào nha các bạn. Mình sẽ thu nhỏ cái đèn lại ha. Không biết là cái này cỏ nó đã khô rồi, sợ mình sợ có mấy con rắn á, nó hay núp núp ở dưới đây nè các bạn, với lại bụi têm á. Đây, hiện tại là mình đang đứng trước trên cái căn phòng này, cái căn phòng mà nói tới đây. Ui giời ơi, da gà nó nổi hết luôn. Chắc là mình sẽ vẫn mở cái cánh cửa đó ra nha mọi người, bởi vì thực ra là ngày hôm nay mình muốn mở cái căn phòng này ra để mà mình tìm hiểu coi nó là cái gì và như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ từ từ mình bước vào nha mọi người. Cái gì vậy trời? Các bạn nhìn nè, gió nhẹ, gió nhẹ nha, chứ không phải là gió mạnh nha các bạn. Tại sao, tại sao?
Đây là mình quay không cắt luôn á nha các bạn, không cắt cái đoạn này luôn á. Mất công mọi người nói rằng là có người ở trong này, có ai ở trong này và kéo cửa ra. Ok. Thì ra là cái này là một cái nhà vệ sinh đó các bạn. Đây, mọi người có thể thấy ha. Rất là lâu rồi, dán nhện nè. Dán nhện nè. Nhìn giống như tóc vậy ha các bạn ơi. Mình mới nghe cái gì ở ngoài đó, hình như chuột hay gì á. Cái cây sắt nó nằm gì kỳ cục quá kìa. Ui. Ui. Mọi người thấy cái gì không? Xương, cái này là xương nè. Xương của cái con gì á mọi người. What the hell? Cái gì vậy ta? Nè, thấy chưa? Thấy rõ không mọi người? Giống như xương của con chó, con mèo hay cái gì á các bạn. Nguyên một bộ xương luôn. Ủa, hình như dưới này nó còn cái gì nữa mọi người. Nó là một cái nắp cống gì đó, chết bà chưa. Có khi nào cái này là một cái miệng giếng hay cái gì không nè. Ok, mình kiếm cái gì để mình đậy lên thử coi. Hồi nãy mình thấy ở đằng đây có một cái cây nè các bạn. Rồi, nè, cái nhà cái cửa vẫn để y nguyên bình. Đây, đây 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 đây. Cái này là
gì ở dưới vậy ta? Hên quá, này không phải là không phải là một cái miệng giếng mà chỉ là một cái nắp cống và đậy lên đây bình thường thôi. Chắc là do mình xem mấy cái bộ phim mà kinh dị quá 180 phút hay sao á, mình cứ nghĩ đó là một cái miệng giếng, và lỡ như có một cái tên sát nhân nào đó nó giết người xong rồi nó thảy xuống đó và nó lắp cái ống lên đó các bạn. Hên quá, không phải. Bị dướng vô trong cái này luôn á bà các bạn. Đây là cái rễ của cái cây á. Mình cứ cái trực giác của mình nó cứ mách bảo là ở... Để mình coi coi. Đây là dưới cái gốc cây nè các bạn. Này, cao lên cho mọi người xem ha. Đây nè, để mình bước qua. Đó. Đây là cái gốc cây. Này nó cái rễ của nó ôm vô mấy cái cục đá này luôn nè, mấy cái cục gạch cổ này nọ đồ hết luôn. Và cái này là nó bị mục á. Nó bị mục xong rồi nó ngã xuống nè mọi người. Thấy không? Đó, nó tạo ra một cái hố rất là sâu. Và à. À, 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 à. Cái gì đấy? Cái gì đây ta? Mình mới vừa đạp lên cái gì với các bạn, giống như cây sắt vậy đó. Để mình nè. Vậy cho dễ thấy hơn nha. Nè từ từ. Để sáng. Rồi sáng vừa thôi. Mình đạp lên một cái cây sắt. Nè. Đây đây, nó nè. Mọi người thấy không? Không biết là giống như mình nghĩ hay không nữa ta. Tại vì theo như là đa số nha, mình nói đa số nha. Mấy ông thầy pháp á rất là hay phong ấn bằng những cái cây đinh
Nhưng mà cái đoạn này mình không biết nó có dài hay không nữa. Để mình cố gắng mình rút lên. Hình như nó dính vô luôn cái rễ cây luôn hay sao các bạn. Rất là khó để mà rút lên. Để mình kéo. À đây, đây có sợi dây nè. Có sợi dây. Từ từ. Để mình tìm cách coi. Đặt camera lên đây. Đây. Đặt camera lên. Ai da. Ai da. Cái dao. Để mình đặt camera ở đây nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút nó lên coi như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy không? Rồi đây. Wow. Dài nha. Cái này dài chứ không phải là ngắn gì đâu. Đây. Thấy không? Và đây là một chiếc đinh. Để mình để lên đây cho các bạn xem. Bẻ lại camera. Đây. Một cái cây đinh sắt. Nếu mà thật sự mà phong ấn hoặc là ếm thì chắc chắn vòng vòng xung quanh này sẽ còn thêm một vài cây nữa. Nhưng mà bây giờ để mà tìm thì hơi bị khó. Nhưng mà mình để mình coi coi vòng vòng đây coi còn cái cây đinh nào nữa hay không nha các bạn. Cái đèn này nó hay chuyển qua này đi cho nó dễ thấy hơn nè. Đó, đúng rồi. À có cây dao nè, mình có cây dao mà. Gần gần, nếu mà gần gần thì chắc cũng sẽ thấy. Nhưng mà ở trong cái này thì buổi sáng có thể là dễ thấy hơn á các bạn. Nhưng mà bây giờ buổi tối thì hơi bị căng. Ủa? What the hell? Cái gì đây? Wow. Cái rễ cây á, nó cuốn vô cái chai này luôn nè các bạn. Nó cuốn nó nằm vô ngay chỗ cái khúc này luôn nè. Nè các bạn thấy nguyên cái vòng tròn luôn không? Nhưng mà cái chai này ê. Quê. Mình phát hiện một cái gì đó hay ho rồi đây nè. Cái gì đây? Trong chai này có đất. Trong chai này có đất. Ôi. Ui mẹ ơi. Mình mới vừa mở cái bình này ra thì cái cửa bên kia nó lại tự đóng luôn các bạn. Đây mình mới vừa gắn vô lại. Ok,
Ok, bình tĩnh bình tĩnh. Má ơi. Các bạn coi nè. Ôi ơi, đừng đùa nha. Cái cửa kia đóng luôn. Nhưng mà cái kinh dị nhất là ở đây nè mọi người ơi. Lần này chắc chắn không phải là mình nhớ lầm đâu. Cái hình này đáng lẽ nó phải quay vô trong nhà chứ. Tự nhiên bây giờ nó lại quay ra ngoài đây, giống như nãy giờ nó đang nhìn mình vậy á mọi người. Thôi thì có vẻ như không muốn cho mình về hay sao á. Để mình đốt nhang cái nha các bạn. Nhưng mà trước hết á, mình cho các bạn xem cái cửa nó đóng như thế nào. Cứng ngắc luôn. Nè, các bạn nhìn cái tay nè. Thấy không? Không phải là mình giả bộ không kéo ra được đâu. Nè. Đó. Nè, cái vết tay á, nó hằn lên luôn nè các bạn. Đó. Thôi thì mình thổi, mình thổi ở đây là mình thổi ba hơi. Bây giờ mình sẽ cắm ha, mình sẽ cắm nhang, mình sẽ cắm nhang ở đây đi. Ây đất nó cứng quá các bạn. Ai mới vừa kêu tên mình vậy ta? Ở đây thì làm gì có ai kêu, ai biết tên? What the hell? Mình phải dùng
nhang để mà mình vẽ chú lên cái cửa thì nó mới chịu mở cửa cho mình vào á mọi người. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời là mình sẽ cầm cái này về đi. Thì khi về mình sẽ dễ dàng xem coi nó là cái gì và sẽ nghiên cứu nó sau nha các bạn. Rồi, tạm thời mình sẽ viết vài chú để mà phong ấn nó lại luôn. Đó coi này cứng quá, khó cắm nhang lắm mọi người. Rồi, tạm thời là mình sẽ cầm cái này đi về. Thôi được rồi mẹ, quay lại đi. Cứ đứng đó mà ha, nhìn ngó tôi hoài. Tôi xử bà sao? Cho người ta nha. Cái này là mình tự đóng chứ không phải là cái gì đóng đâu nha. Rồi ok, chắc là mình sẽ đi về thôi. Ok, nhưng mà trước khi về chắc là mình sẽ lấy những cái bức tranh đi ha. Mình lấy vài cái bức tranh về coi như thế nào. Đây, đây là cái chai mình đang cầm trên tay, mình sẽ thu thập thêm. Đây là cái này mà hồi bữa nó rớt. Tiếp theo cái nào nữa? Đây, ông này ngay cái ổ điện hay bị cúp cầu dao. Rồi, ông nào nữa? Ông bên đây đi. Đây. Ông bên này gây cháy phần nữa. Mình sẽ lấy ông này đi. Ủa, ở đây tới hai bức lận. Ông này che mặt rồi, lấy ông này. Mình sẽ lấy ba ông nha. Ok, mình sẽ lấy ba ông. Đây, mình sẽ lấy ba cái này kèm theo cái này để mà đi về ha. Trước mắt là như vậy đi, còn sau đó thì từ từ mình tính tiếp. Ok, rồi thì chắc là mình sẽ đi về nha các bạn, bởi vì bây giờ cũng trễ rồi, nếu mà đứng ở đây càng lâu thì không tốt đâu. Ok. Ủa, chết bà, cái chìa khóa xe ế lộn, cái chìa khóa cửa đâu rồi ta? Chết mẹ, có giống như hồi bữa không? Đâu mất tiêu cái chìa khóa rồi trời, cái ổ khóa luôn. Bà có lấy của tôi không bà? Con này là mình thấy ghê nhất, nhưng mà mình để sau đi, từ từ mình sẽ tính sau. Nhưng mà trước mắt thì không tìm được cái chìa khóa và cả cái ổ khóa luôn. Mẹ ơi, có khi nào nó chơi mình nó không trời? Ủa đây nè. sorry mọi người, sorry mấy ông nha. Tôi tưởng là mấy ông giấu, nhưng mà mình cầm trên tay rồi. Ok, mình lấy cái hình mình đè cái ổ khóa xuống.
Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Video kỳ sau mình sẽ làm một số nghi thức xung quanh cái bình và ba cái bức hình đó nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. À, mình đang cầm đèn và cả ổ khóa nên không vẫy tay chào được. Rồi, chào mọi người.